Tiếp theo là một số thông tin về cảnh báo thiên tai mà chúng tôi vừa cập nhật. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã có mưa, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa từ trên 60mm đến trên 80mm. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, các khu vực này có thể tiếp tục có mưa, với lượng mưa từ 20 đến 60mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều huyện. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét để chủ động phòng tránh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Dự báo Khí tượng Nam Bộ tiếp tục cảnh báo về khả năng mưa dông ở Cần Thơ có thể tiếp diễn trong ngày hôm nay và có thể gây nên tình trạng ngập cục bộ như chiều tối qua 14 tháng 10. Mưa lớn gây ngập cục bộ vào đúng giờ tan tầm, khiến trên nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, một số nơi nước ngập hơn nửa bánh xe, nước cũng đã tràn vào nhà người dân. Dự báo sắp tới đợt chiều cường rằm tháng 9 âm lịch sẽ tiếp tục gây ngập sâu cho nhiều khu vực của thành phố Cần Thơ, mức nước cao nhất có thể vượt mức đỉnh chiều lịch sử từng xuất hiện tại đây. Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà trong tối qua 14 tháng 10 đã đưa ra thông báo về việc một số khu vực phía Tây Nam Hà Nội có thể xuất hiện tình trạng giảm áp lực cấp nước dẫn đến một số khu vực nước yếu hoặc thiếu nước sạch. Nguyên nhân là do mực nước sông Đà hạ thấp phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình đã khiến cho công tác sản xuất nước gặp khó khăn. Đơn vị cấp nước cũng nhấn mạnh sẽ cố gắng điều tiết nước phù hợp, tuy nhiên không tránh khỏi sẽ có khu vực bị mất nước. Dự kiến từ sáng nay, nước cấp cho các khu vực sẽ ổn định dần.